Thưa quý vị, dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng lên. Đây cũng là thời điểm để nhiều đối tượng tung ra thị trường các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để trục lợi. Chính vì vậy, Ban Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố đã lên kế hoạch kiểm tra, quản lý công tác an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền đến các tiểu thương kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Dù hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ truyền thống không sôi động như trước đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại một số chợ truyền thống, các tiểu thương cũng đã bắt đầu nhập hàng về để bán Tết. Tại chợ hàng, tiểu thương này cho biết dù số lượng nhập về không lớn như trước đây, nhưng quầy hàng của chị vẫn đảm bảo sự phong phú để phục vụ nhu cầu người mua. Việc đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là tiêu chí hàng đầu mỗi khi nhập hàng về. Thì những mặt hàng mà cũ hoặc là không sử dụng được nữa thì chúng tôi đều không lấy để mà buôn bán, duy trì cái việc buôn bán, vì đã bán thì phải bán những cái mặt hàng mới và những mặt hàng đầy đủ chất lượng của công ty nhập hoặc là trên cái bao bì có nhãn mác của nơi sản xuất. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều, có yếu tố nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm. Về truy xuất nguồn gốc thì hiện tại giờ không những ở Đà Nẵng nhưng mà nhiều nơi thì cái việc truy xuất nó mới là truy xuất cơ học, tức là không phải truy xuất điện tử, tức là truy xuất cơ học, tức là các nơi buôn bán họ phải có là chứng từ, hóa đơn như hạn, hoặc là họ phải ghi chép những cái mua của ai và thậm chí là bán mặt hàng thì bán như thế nào. Đấy, thì hiện tại giờ ban thì cũng khi đi thanh tra kiểm tra thì cũng kiểm tra rất là kỹ vấn đề đó, và đồng thời cũng đang từng bước dịch chuyển theo xu hướng chung là phải số hóa cái việc đó đi, thì đang xây dựng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử mà hiện tại ban đang làm. Hy vọng là giờ tới Tết thì cũng sẽ có một vài cái chuỗi cung ứng quan trọng, chuỗi thịt heo thì cũng có một số cái đang tiến hành làm một số cái công đoạn, và sắp tới thì cũng sẽ có cái chuỗi đó cũng ra mắt cho bà con để mà bà con yên tâm. Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, thời gian tới, cơ quan chức năng chú trọng kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, các chợ trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo luật định nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Năm nay có cái đặc biệt là chúng ta vừa giãn cách, cho nên là các cái chuỗi cung ứng nó có vài cái trục trặc trong cái khâu phân phối. Cho nên chúng tôi giám sát ở những khâu trọng yếu như là một các cái chuỗi thịt, rồi các cái cửa hàng đông lạnh, rồi các cái siêu thị. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều đơn vị chức năng. Bên cạnh đó, ý thức của các đơn vị kinh doanh và sự cẩn trọng của người tiêu dùng cũng sẽ là yếu tố quan trọng để công tác quản lý an toàn thực phẩm đạt được những kết quả tích cực.